Giờ cái nứa bắt đầu về hoa rồi ha. Năm nay thì ở ủy ban xã là một cái chỗ chụp hình thật là đẹp, rất là đẹp luôn. Hoa năm nay đẹp quá, hy vọng là chúc cho mọi người đều bán đắt, đắt hàng. Đây có chỗ để chụp ảnh nữa nè, lồng đèn thì hai bên đường nè, đó hoa. Buổi tối nên nó hơi không rõ. Đây